Chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục sổ tay quản trị trong chương trình Nhịp cầu doanh nhân. Quý vị thân mến, đồng hành với chương trình ngày hôm nay thì xin được giới thiệu anh Ngô Đình Đức, tổng giám đốc công ty giải pháp vốn nhân lực Lee and Associates. Và anh Đức thân mến, ngày hôm nay thì Thanh Giang vừa cùng với anh, cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ thảo luận về một vấn đề mà Thanh Giang tin chắc rằng quý vị khán giả sẽ rất là quan tâm. Và trước tiên thì xin mời quý vị cùng với anh Đức chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn tình huống ngắn sau đây. Chị lát nữa gặp chị nha. Cuối cùng cũng xong. Về thôi, cuối tuần rồi. Ủa chị Quý, sao chị chưa về nữa? Hôm nay cuối tuần rồi mà công ty mình về hết rồi. Chị còn một đống việc em, với lại lát nữa chị gặp khách hàng mới qua hẹn với họ xong á. Trời trời ơi chị ơi, em nói chị nghe nè. Chị cũng phải về đi chứ, chị chưa có con nhưng mà chị cũng có chồng rồi mà. Em yên tâm đi, chị làm tư tưởng cho chồng chị hết rồi. Trời, em cảm thấy em còn độc thân nhưng mà chạy doanh số còn không bằng chị nữa. Nhưng mà thật nhưng mà thật sự là em cũng phải cần thời gian nghỉ ngơi chứ không thì em sẽ bị stress mất. Mà chị cũng tranh thủ về nhà đi nha. Thôi em về đi, người ý đang đợi em dưới kia. Nãy chị thấy rồi đó. Vậy thôi em về nha chị. Rồi bye bye em nha. Quý, Quý. Em chào chị ạ. Em có sao không? Dạ chị ơi, em hơi đau đầu xíu rồi chị ơi. Với lại em cũng có chuyện này muốn nói với chị nữa. Là em định xin chị nghỉ tạm một thời gian thôi. Mà nếu được thì chị cho em nghỉ luôn cũng được. Chứ em sợ là dạo vừa rồi em hơi nghỉ lắt nhắt á. Em sợ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của phòng mình á. Sao em lại quyết định như vậy? Mà mấy thị trường mới chị giao cho em đã giám sát xong chưa? Gia đình em cũng đang có một số chuyện cho nên là em cũng... Trục trặc gia đình hả? Sao chị không nghe em nói gì hết? Tuần trước thì chồng em đòi ly hôn chị. Với lại thời gian qua em cũng mệt mỏi lắm, em chán. Em muốn buông xuôi hết, em không có tâm trạng để em làm việc nữa. Sao lại đến nông nỗi này em? Thôi được rồi, em cứ viết đơn đi. Chị sẽ ký và trình phòng nhân sự cho em nghỉ ngơi để giải quyết chuyện gia đình. Nhưng mà nửa tháng thôi nha. Thôi bây giờ chị đi họp với sếp đây. Em cảm ơn chị ạ. Hà thì mới xin nghỉ phép. Xuân thì mệt xin nghỉ bệnh. Giờ Quý mà nghỉ nữa, chắc là bao nhiêu gánh nặng đè trên vai mình. Doanh số thì tụt giảm không phanh. Lúc trước đâu có xảy ra tình trạng này đâu cơ chứ. Năm nay chắc là năm hạn của phòng mình hay sao á. Vâng thưa anh Đức, qua tình huống mà chúng ta xem vừa rồi thì anh có thấy đây là những dấu hiệu bất thường mà xảy ra trong phòng kinh doanh của công ty này hay không ạ? Xin chào Giang, xin chào các bạn xem đài. Thì qua cái tình huống mà các bạn vừa xem thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái tình huống rất là bất thường xảy ra trong phòng xuất nhập khẩu của công ty. Cái hiện tượng này thì hiện nay gặp rất là nhiều trong các cái doanh nghiệp. Vậy thì theo anh đây là do người nhân viên đó chịu áp lực kém hay là do cái chế độ làm việc tại công ty quá khắc nghiệt ạ? Thật ra công bằng để mà nói thì khi tất cả người lao động đi làm việc tại một doanh nghiệp thì họ phải chịu, họ phải gánh những cái trách nhiệm đối với cái doanh nghiệp. Thì như vậy cái việc mà tạo áp lực đối với cái người lao động thì cái chuyện đó là rất là bình thường trong cái doanh nghiệp. Tuy nhiên là hiện nay nếu chúng ta xem lại cái bề mặt trái của một số các cái doanh nghiệp thì có thể trong cái quá trình họ điều hành, trong cái sự khủng hoảng trong doanh nghiệp thì họ lại tạo một cái áp lực lớn hơn nữa đối với người lao động. Một số các cái chính sách đối với người lao động thì doanh nghiệp cũng có thể họ sẽ cắt giảm, hay là vấn đề về các cái hoạt động đào tạo nội bộ thì dẫn đến cái người lao động chỉ tập trung
cái công việc cho cái công việc hiện tại mà thôi. Cho nên họ sẽ có rất là ít các cái thời gian để mà giải tỏa những cái căng thẳng cho bản thân. Thì cũng thêm một số nữa thì một số các cái bạn chưa biết cách giải tỏa những cái căng thẳng cho bản thân mình. Thực tế thì với mỗi doanh nghiệp thì do đặc thù công việc khác nhau, cho nên là mỗi doanh nghiệp họ cũng có những văn hóa và phong cách làm việc khác nhau. Và với cái tình huống mà chúng ta vừa xem thì không biết liệu là vị giám đốc trong doanh nghiệp này sẽ thể hiện vai trò lãnh đạo của mình và dẫn dắt doanh nghiệp như thế nào để vượt qua tình trạng bất ổn trên. Thì xin được mời anh Đức cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Gần đây anh thấy kết quả kinh doanh của phòng xuất khẩu đang ở mức báo động. Anh muốn chiều nay họp bàn với phòng xuất khẩu. Em thông báo với các bạn biết nha. Dạ. Dạ đầu tuần sau được không anh? Tại sao? Dạ tại vì tuần này phòng em nhân viên đi làm không có được đầy đủ. Đầu tuần sau mới có 2 nhân viên nghỉ phép vào làm. Nghỉ phép? Họ nghỉ phép bao nhiêu lâu rồi? Dạ. Sao em báo cáo cho anh biết sớm? Thế em có nhận ra điều gì bất thường trong việc này không? Dạ vì em nghĩ đây là việc nhỏ, em có thể tự sắp xếp được. Còn việc gia đình của hai anh chị thì em không can thiệp được ạ. Anh không có ý kiến gì vấn đề nghỉ phép, nhưng anh muốn biết lý do tại sao gia đình họ trục trặc. Em là người quản lý trực tiếp họ, em phải sát sao công việc cũng như cuộc sống họ. Anh không muốn công ty mình là nơi tạo ra những áp lực không đáng có, từ đó dẫn đến mất nhân sự chất lượng cao. Muốn trong tuần này trưởng phòng nhân sự và trưởng phòng xuất khẩu ngồi lại với nhau đưa ra một bản kế hoạch cụ thể. Anh muốn xây dựng một chế độ làm việc linh hoạt cho nhân viên. Dạ nhưng mà nếu cứ như linh hoạt như vậy thì quy củ của công ty mình sẽ như thế nào thưa giám đốc? Em cứ làm mà trình cho anh biết. Chúng ta phải thiết kế lại chỉ tiêu doanh số cho hợp lý, rà soát lại chi phí cho tuyển dụng, kinh phí cho phúc lợi xã hội để nâng cao đời sống của nhân viên. Riêng vấn đề 2 nhân viên xin nghỉ phép, em cố gắng động viên họ đi làm trở lại và cho gặp anh. Anh sẽ có cách giải tỏa tâm lý của họ. Nhưng mà nếu như vậy thì mình sẽ vẫn duy trì chế độ làm việc 8 tiếng một ngày đúng không ạ? Đúng, chúng ta vẫn duy trì làm việc 8 tiếng một ngày. Nhưng em thiết kế khung giờ cho phù hợp. Em nên nhớ một cỗ máy dù có tốt đến đâu thì cũng cần phải thư giãn và nghỉ ngơi. Dạ, em sẽ làm theo yêu cầu của giám đốc và đầu tuần sau sẽ có kế hoạch cụ thể. Vâng, trở lại với cuộc bàn luận của chúng ta thì thưa anh Đức, anh có cách đánh giá như thế nào về việc phát hiện và giải pháp mà vị giám đốc này đưa ra? Vị giám đốc này đã nhận thấy được, đã nhìn thấy được cái vấn đề xảy ra tại phòng xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, theo đánh giá của tôi, cái tình huống, cái giải pháp vừa rồi của cái vị giám đốc này, nó chỉ mới là giải pháp tức thời. Nếu chúng ta chỉ tạm thời làm cho cái phòng xuất nhập khẩu này họ không nghỉ và chờ đó nghe ngóng những cái phòng ban khác nó có phản ứng giống như cái phòng xuất nhập khẩu, thì như vậy nếu nó xảy ra thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ trở tay không kịp. Vâng, có nhiều nhân viên và ngay cả những nhân sự cấp cao thì việc thiết lập một trạng thái làm việc cân bằng để hài hòa giữa cuộc sống và gia đình cũng là một điều rất là khó. Vậy thì trước khi đưa ra các giải pháp thiết lập cân bằng thì nhà lãnh đạo nên cân nhắc và tìm hiểu điều gì trước tiên để có những quyết định và giải pháp hợp lý ạ? Tôi nghĩ rằng là vị lãnh đạo doanh nghiệp này nên gặp phòng nhân sự và tổ chức một cái chương trình khảo sát cái mức độ hài lòng của nhân viên về cái môi trường làm việc, về những cái mong muốn của người lao động đối với cái quá trình làm việc tại trong công ty. Và khi chúng ta có kết quả của cuộc khảo sát thì chúng ta sẽ có một cái chính sách, một cái giải pháp nó sẽ gần với cái mong muốn của người lao động. Thì các bạn cũng biết đối với những cái doanh nghiệp lớn hiện nay trên thế giới, khi họ hoạt động tại cái thị trường Việt Nam thì cái việc mà tổ chức những cái chương trình đào tạo để cân bằng giữa cái công việc và cái cuộc sống là họ tổ chức thường xuyên. Họ có ngay cả những cái phòng tập gym ngay tại cái nơi làm việc của họ. Tôi xin chia sẻ đây một số các cái kinh nghiệm để chúng ta có thể tổ chức được những cái chương trình mà chúng ta không quá nhiều về vấn đề về ngân sách.
Đó là những cái vấn đề, những cái cách chúng ta có thể là cải tiến cái môi trường làm việc tại doanh nghiệp. Chúng ta có thêm những cái hình ảnh, những cái poster, hoặc là chúng ta tổ chức thêm những cái không gian để có thể là ví dụ như có những cái pantry mà để có cà phê hay là trà để cho nhân viên uống, hoặc chúng ta có thể tổ chức những cái buổi tập thể dục trong giữa giờ. Người giám đốc cũng có thể tổ chức những cái bữa đi ăn cùng với nhân viên để nghe, lắng nghe những cái tâm tư ngoài những cái công việc mà họ đang có, để làm như thế nào đó gắn kết cái tất cả các nhân viên chúng ta thành một. Thì như vậy cái người lao động mà khi họ đi làm việc, cái thái độ lao động của họ thay đổi, họ không bị những áp lực, thì như vậy cái hiệu quả làm việc nó sẽ rất là cao. Vâng, và trong thực tế thì có những người lãnh đạo doanh nghiệp thì họ muốn tránh rắc rối cũng như là chạy theo năng suất, thì họ ưu tiên tuyển dụng những lao động mà họ đang còn độc thân, chưa có gia đình. Vậy thì theo anh đó có phải là cách làm đúng đắn hay không? Tôi nghĩ cái này thì cũng không đúng mà cũng không sai. Thật ra đó là cái chuyện mà đối với từng cái loại hình doanh nghiệp và từng cái chu kỳ phát triển của doanh nghiệp. Trong một cái doanh nghiệp thì các bạn sẽ thấy là nó có rất là nhiều các vị trí công việc và nó sẽ có rất là nhiều các cái lứa tuổi khác nhau trong một tổ chức. Cái bạn trẻ thì họ có ưu điểm là họ rất là nhanh, họ năng động, họ có thể có những cái sức khỏe tốt thì họ sẽ làm được những cái việc gì nó có lợi cho doanh nghiệp. Nhưng những cái các bạn sẽ thấy những cái vị trí công việc mà mang đến cách là cấp về quản lý thì thông thường là những bạn có cái tuổi đời nó cao, thì tuổi đời nó cao thì nó cũng sẽ dẫn đến cái chuyện là chắc chắn là họ có thể có gia đình. Thì như vậy cũng không thể có cái chuyện là bạn chỉ tuyển những cái người mà chưa có gia đình để vào làm việc cho công ty. Tuy nhiên chúng ta chỉ có trách những cái doanh nghiệp mà họ dùng những cái chính sách mà sử dụng lao động mà nó hơi cực đoan, có nghĩa là phải tuyển dụng những cái người mà chưa có gia đình để có thể cống hiến với hết cái thời gian đó họ cho tổ chức, thì cái chuyện đó thì chúng ta trách. Tại vì thật ra thì người chưa có gia đình họ cũng sẽ phải cần có những cái khoảng không gian khác để họ có thể là tạo sự cân bằng trong cuộc sống. Vâng, một lần nữa thì rất cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi. Và đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt.